người định cư Do Thái đốt nhà người Palestine, tên tự Sinjin. Người định cư Do Thái đã đốt một ngôi nhà của người Palestine để lại lời nhắn là họ trả thù cho một quân nhân đã bị giết chết trong ngày hôm qua. Người mẹ sống trong căn nhà nói, bà đang làm sữa cho con trai, thì nghe tiếng chân, tưởng là quân đội, nhưng lại là những người định cư, họ đã đập phá, sau đó đã đổ xăng đốt nhà. Những người tấn công để lại dòng chữ, vì Eden mà trả thù. Quân nhân Eden Achias đã bị một thiếu niên 16 tuổi đâm chết trên xe bus ở Afula vào ngày hôm qua. Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát Do Thái nói rằng cảnh sát đang điều tra sự việc. Do Thái luôn tuyên bố điều tra tìm nghi phạm trong các vụ tấn công của người định cư nhắm vào người Palestine, nhưng nhiều năm qua chưa từng bắt giữ và truy tố bất cứ ai. Người Do Thái lấy kinh thánh và lịch sử nói rằng Tây Ngạn là đất đai của người Do Thái, nhưng Liên Hiệp Quốc coi việc Do Thái xây cất các khu định cư ở Tây Ngạn là hành động bất hợp pháp và các cường quốc đều cho rằng việc thiết lập các khu định cư của Do Thái là trở lực lớn cho hòa bình ở Trung Đông.